Xin chào các bạn, mình là Đức Nguyễn. Hiện giờ mình đang sinh sống ở Cincinnati, Ohio. Mình cũng xin giới thiệu, mình là founder của Ambiance Nail Salon. Hiện tại bây giờ thì mình có tổng cộng hết là 12 tiệm ở khu vực đây, chỉ local thôi, cách trong vòng 15 tới nửa tiếng. Mình làm trong cái lĩnh vực này cũng rất là lâu, bắt đầu ra nghề từ năm 1995 và có cái tiệm đầu tiên hết là 1997, và mình làm cho tới ngày hôm nay. Thì mình cũng may mắn là cũng được nhiều anh em ở đây, bạn bè với lại những người đồng hương ở đây giúp đỡ, nên hiện tại bây giờ là công ty cũng được cũng cỡ chừng 300 tới 310 nhân viên để mà giúp đỡ cho công ty. Thì sẵn đây, Đức sẽ đi vòng tham quan tiệm nha. Tiệm này là cái tiệm, một trong những tiệm mới nhất. Mình xây khoảng chừng tháng 5 năm ngoái, là cỡ dần được đúng một năm rồi đó. Ok, bây giờ thì Đức sẽ dắt các bạn đi tham quan tiệm xung quanh nha, để cho biết. Ok, đây là chỗ khách ký tên. Thì vừa mới vào thì khách sẽ đứng đây và ký tên, và nếu mà có appointment hay là không thì tất cả đều check in ở đây hết. Đây là có hai cô bé receptionist ở đây để sẽ đứng giúp khách, và đây là sẽ có chỗ ngồi đợi đó. Và ở đây thì nước sơn đó, đây cái tủ nước sơn này rất là nhiều nước sơn để cho khách là lựa chọn, và đồng thời Đức cũng có cái máy ATM để cho khách rút tiền ở đây. Và ngoài ra thì ở đây có một cái bàn hơi tay rất là lớn. Đức rất là thích vòng tròn cho nên là những cái gì ở đây thì nó cũng tròn tròn hết đó. Thì ở đây là phía bên đây thì có cái phòng pedicure, tổng cộng hết là anh có 3 phòng nhỏ và một cái phòng lớn để dùng cho mấy cái party. Khách thì rất là thích ở đây, tại vì người ta có thể birthday party hay là một cái tiệc gì đó người ta sẽ ngồi chung được với nhau. Và anh thấy cái design này nó cũng tốt, là tại vì vừa ở đây mình chạy ra đây xong rồi mình hơi tay liền, nó cũng đỡ tốn thời gian. Chứ có nhiều tiệm thì nó ở xa, là mỗi lần dắt tới dắt lui thì nó cũng rất là bất tiện đó. Ở đây cũng có thêm khách ngồi đợi và có thể lựa chọn thêm nước sơn select ở đây. Ok, qua phía bên đây là các bạn cũng có thể thấy là có một cái vòng tròn. Ok, thì những cái vòng tròn trong đây là Đức để dùng làm bột và manicure only. Những cái ghế đây là cũng mua của công ty Gulfstream và cũng của anh Sang gửi qua đó. Và đồng thời phía bên đây đó là những cái ghế của anh Sang rất là đẹp. Mẫu mã của anh Sang thì lúc nào Đức cũng thích hết trơn, ảnh có rất là nhiều kiểu, nhưng mà cái kiểu này là cái kiểu mà Đức thích nhiều nhất. Thì tiệm nào của Đức cũng làm giống như vậy hết, để cho nó giống với nhau. Tiệm này thì hiện tại bây giờ là một trong những tiệm lớn nhất của Đức, là 5.700 square feet. Đó là hiện giờ là có 38 bàn và 38 ghế. Mới mở được có một năm nhưng mà hiện tại bây giờ Đức cũng được hai mấy thợ, nói chung là cũng gọi là thành công. Ok, đây thì mình có một cái phòng ở đây thì Đức dùng để trong đây có là 14 ghế, thì Đức dùng làm cho một cái tiệc lớn hơn. Nếu mà có wedding hay là có ai mà người ta đi lớn nhiều hơn thì người ta Đức sẽ cho trong đây. Mấy cái ghế này rất là bền. Hiện tại bây giờ thì tiệm nào của Đức cũng xài cái ghế Gulfstream này hết. Chắc cũng là mười mấy năm rồi đó, Đức xài chắc mười mấy năm rồi đó. Nhưng mà cũng xài cũng có thay. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì một cái ghế mà ở một cái tiệm khác nữa, lâu nhất hiện tại bây giờ là 9 năm rồi Đức vẫn còn xài đó. 8 hay 9 năm vậy đó, Đức vẫn còn xài tới bây giờ luôn. Thì Đức chỉ thay những cái da này thôi, chứ không có sửa gì. Mấy cái chết này là hầu như là không bao giờ hư luôn. Có nhiều khi là thợ quên tắt để nó chạy luôn cả đêm. Nó overheat xong rồi nó tắt. Nó tắt xong rồi nó lại chạy tiếp, chứ nó không có phải là không bị burn out gì hết. Rất là tốt. Okay, cho nên là hầu như là không bao giờ Đức phải thay cái này hết. Còn khách thì đa số là người ta rất là thích. Người ta thấy cái mẫu mã đẹp rồi ngồi massage nó cũng khỏe, nó cũng rung rung luôn, nó cũng kiểu lên xuống ấy. Thì đa số là khách nó cũng rất là hài lòng. Vấn đề này đa số là nó không có nói là ghế bị khó ngồi hay đau lưng hay là gì hết. Cho nên là Đức totally recommend 100% cái ghế hiệu Gulfstream này của anh Sang. Cái phục vụ của công ty Gulfstream là number one. Hồi đó Đức có đi trước cái đó là năm 1997-98. Thì lúc đó ghế nó cũng chưa có thịnh hành nhiều đó, nhưng mà lên tới khoảng chừng năm 2000 này nọ đó, năm 99-2000 thì Đức có mua một công ty khác. Thì mỗi lần mà bị hư thì nọ đó, gọi lên họ là đa số nó còn bảo hành đó. Đa số là gọi lên là họ không có muốn gửi hàng luôn á, giống như là sợ bị tốn tiền này nọ đó.
đó. Cho nên là sau đó Đức không có dùng cái công ty đó nữa. Công ty đó tới bây giờ vẫn còn á, không biết là hàng của họ tới bây giờ là như thế nào, nhưng mà phải nói là công ty Golf Team của anh Giang thì lúc nào cũng take care customer rất là kỹ, recommend. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều để dành thời gian để mà xem cái video clip này. Thì nếu mà một ngày nào đó mà các bạn có cơ hội mà đi ngang qua Cincinnati, Ohio thì cứ vui lòng ghé ở đây để mà tham quan tiệm nha. Thì hiện tại bây giờ thì mình kết thúc, mình tạm thời chào tạm biệt các bạn ở đây. Cái website của mình là ambiancenailsalon.com. Thì các bạn có thể lên trên đó để mà tham khảo thêm rất là nhiều hình ảnh ở trên đó. Ambiance là ambiancenailsalon.com. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Cheers.